Xin chào quý thính giả đang nghe audio Tiểu Phong. Hôm nay chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả bộ truyện Sư Huynh Của Ta Quá Mạnh, tác giả Khả Ninh. Kính mong quý thính giả bớt chút thời gian để like, chia sẻ, comment và nhớ subscribe để theo dõi thêm nhiều chuyện của kênh nữa nhé. Xin cảm ơn. Chương 2808, Chân Chính Mộc Vĩnh. Thanh niên báo lên tên của mình. Mộc Vĩnh. Giang Văn Huyền nghe được Mộc Vĩnh hai chữ về sau, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên bắt đầu vặn vẹo. Biểu lộ tràn ngập oán hận, thống khổ, sợ hãi các loại. Nghĩ đến chính mình đụng phải sỉ nhục, nghĩ đến cái người kia cũng tự xưng Mộc Vĩnh. Giang Văn Huyền đối với danh tự này liền tràn ngập vô tận cừu hận. Liên quan hắn đối trước mắt tự xưng Mộc Vĩnh ra hỏa tràn ngập nồng đậm sát ý, người cũng gọi Mộc Vĩnh. Mộc Vĩnh nao nao, thông minh hắn rất nhanh hiểu được. Trên mặt hắn lộ ra phiền muộn chi sắc, tên hỗn đản kia cũng nổi lên. Mộc Vĩnh lén qua lên tiên giới, tại tiên giới nơi này ta ngộ qua không ít nguy hiểm. Đại thừa kỳ thực lực tại tiên giới nơi này hoàn toàn không đáng chú ý. Bất quá hắn là thiên tài, trong thời gian thật ngắn, hắn cũng bước vào địa tiên cảnh giới. Vì tốt hơn tăng thực lực lên, hắn đi tới chốn hỗn độn bên trong tìm kiếm cơ duyên, thu hoạch cũng không tệ, thực lực ngày càng tăng tiến. Đối mặt với tiên quân, hắn cũng biểu hiện không kiêu ngạo không tự ti, không sợ hãi chút nào. Hắn chuyên chú tăng lên thực lực mình, đối với chuyện ngoại giới hắn không có đi để ý tới. Liền liền Mị Á hắn cũng lười quá nhiều để ý tới. Mị Á là một chính mình, khác thu đồ đệ. Lúc trước hắn mang theo là bởi vì hắn trận pháp hơn người, có thể đối phó độn giới. Một mình một người tại chốn hỗn độn bên trong tu luyện, đột nhiên gặp được một cái Giang Văn Huyền. Qua nét mặt của Giang Văn Huyền động tác, còn có oán khí, hận ý trùng thiên dáng vẻ, hắn liền biết rõ Lữ Thiếu Khanh đi lên. Còn cần tên của hắn khắp nơi gây sự. Có tiền khoa hỗn đản. Nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh đỉnh lấy tên của mình gây sự, Mộc Vĩnh liền hận đến nghiến răng. Biết rõ Lữ Thiếu Khanh không phải hắc ám người phát ngôn. Mộc Vĩnh không còn giống trước đó cố chấp như vậy muốn giết Lữ Thiếu Khanh. Nhưng nếu có cơ hội, Mộc Vĩnh không ngại giết chết Lữ Thiếu Khanh. Không vì đại nghĩa, chỉ vì tự oán. Không giết chết Lữ Thiếu Khanh, trong lòng khẩu khí kia ra không xong, ảnh hưởng thân thể. Giang Văn Huyền nhìn thấy Mộc Vĩnh biểu lộ trở nên cổ quái, có khí phẫn, có oán hận, cũng đành chịu các loại, hết sức phức tạp. Trong lòng nghi ngờ, nhưng rất nhanh lại giận tím mặt. Một cái nho nhỏ tu sĩ cũng dám đối với hắn vị này tiên quân bất kính. Cái gì thời điểm tiên quân như thế không đáng giá? Đáng chết! Giận tím mặt Giang Văn Huyền vung tay lên, vô số hỏa diễm hướng phía Mộc Vĩnh đánh tới. Ông! Một đạo kiếm quang xẹt qua, hỏa diễm tiêu hết. Mộc Vĩnh nhìn chằm chằm Giang Văn Huyền ánh mắt trở nên lăng lệ, động thủ đối với ngươi không có chỗ tốt. Đáng chết! Giang Văn Huyền kém chút tức giận đến bạo tạc, các ngươi những này gọi Mộc Vĩnh ra hỏa đều đáng chết. Không đợi Giang Văn Huyền xuất thủ, Mộc Vĩnh lạnh lùng nói, đả thương ngươi người không gọi Mộc Vĩnh, ta mới là Mộc Vĩnh. Giang Văn Huyền sững sờ, ngươi có ý tứ gì? Mộc Vĩnh lười nhác giải thích, chính là cái này ý tứ, hắn gọi Lữ Thiếu Khanh. Ngươi không muốn chết liền lăn, đừng đến trêu chọc ta. Giang Văn Huyền càng nổi giận hơn. Ngươi một cái nho nhỏ địa tiên cũng dám dạng này nói với tiên quân nói, tiên giới cái gì thời điểm trở nên như thế không có tôn ti, các ngươi những này dùng kiếm ra hỏa chính là như vậy tiện sao? Đáng chết, đáng chết. Giang Văn Huyền nổi trận lôi đình, ta không làm gì được một cái tên hỗn đản kia đồ chơi. Ta còn không thu thập được ngươi cái này không biết tôn ti ra hỏa. Chết a! Giang Văn Huyền quát lên một tiếng lớn, lần nữa đối Mộc Vĩnh xuất thủ, hai tay vung lên, hai đạo hỏa long oanh minh, đối Mộc Vĩnh tả hữu bao sao, hừ. Mộc Vĩnh hừ lạnh một tiếng, trường kiếm vung ra. Kiếm quang nhẹ nhõm chặt đứt hai đạo hỏa long, đem Giang Văn Huyền bức lui. Giang Văn Huyền sắc mặt đại biến, nhìn xem không đáng chú ý ra hỏa thực lực vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Là, vì cái gì? Giang Văn Huyền không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy. Hắn là tiên quân, hiện tại đối một cái tựa hồ chỉ là địa tiên gia hỏa cũng đánh không lại. Hắn cái này tiên quân là giả sao? Mộc Vĩnh ánh mắt băng lãnh, sát ý như là trên trường kiếm hàn quang lưu chuyển. Nói ra Giang Văn Huyền trong lòng nghi hoặc, rất đơn giản, người bị thương. Giang Văn Huyền tâm thần điều chấn, không dám tin tưởng nhìn qua Mộc Vĩnh. Ngươi! Mộc Vĩnh không có tiếp tục cùng hắn nói nhảm, lạnh lùng xuất kiếm, chết! Màu lam kiếm y bắn ra, tràn ngập tại cả vùng không gian. A! Giang Văn Huyền tại trong kiếm quang phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Rất nhanh, Giang Văn Huyền liền vết thương chồng chất, hư nhược hắn quỳ, đầu buông xuống, không có nửa điểm tiên quân phong thái. Ngươi, ngươi! Giang Văn Huyền trong lòng lần nữa hoảng sợ không thôi. Hắn đã đang hoài nghi nhân sinh. Chính mình vẫn là tiên quân sao? Gặp phải địa tiên đều mạnh như vậy, thế giới này là chân thật thế giới. Mộc Vĩnh ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn xem hắn, ngươi gây nhầm người. Giang Văn Huyền không có cách nào phản bác. Hoàn toàn chính xác gây nhầm người. Nhìn thấy Mộc Vĩnh dáng vẻ coi là dễ khi dễ, thật tình không biết giống nhau là đang giả heo ăn thịt hổ.
Giang Văn Huyền cũng biết mình thụ thương nghiêm trọng, lại thêm Mộc Vĩnh lại là thủy thuộc tính, thiên khắc hắn hỏa thuộc tính. Lại thêm Mộc Vĩnh cũng không phải là phổ thông địa tiên, thực lực siêu phàm. Dù là hắn là tiên quân, cũng không có cách nào đánh thắng được Mộc Vĩnh. Mộc Vĩnh tiếp tục lạnh lùng mở miệng, nếu như ngươi là hoàn hảo trạng thái, ta không nói hai lời liền chạy. Đáng tiếc, ngươi gặp cái kia gia hỏa. Ngươi có thể tại hắn trong tay đào thoát, nghĩ đến cũng là có người giúp ngươi ngăn trở hắn a. Tên hỗn đản kia gia hỏa hung tàn đến cực điểm, chọc tới hắn người không có mấy cái có thể sống, Giang Văn Huyền có thể chạy trốn. Mộc Vĩnh bao nhiêu đoán được nguyên nhân. Giang Văn Huyền con ngươi co vào, không dám tin tưởng nhìn qua Mộc Vĩnh. Ngươi, ánh mắt của hắn như là nhìn thấy quỷ đồng dạng. Mộc Vĩnh lần nữa lạnh lùng hỏi hắn, ngươi muốn chết muốn sống. Giang Văn Huyền con ngươi lần nữa co vào một cái, trong lòng nổi lên một tia chờ mong. Nếu có thể sống, ai nguyện ý đi chết, Giang Văn Huyền cũng không phải thấy chết không sờn người, bằng không thì cũng không có chạy trốn. Nhận ta làm chủ. Mộc Vĩnh ánh mắt có chút chớp động, bại lộ dã tâm của hắn. Một tôn thụ thương tiên quân ngàn năm một thuở, thu phục hắn, ngày sau tại tiên giới cũng sẽ an toàn rất nhiều. Mà lại trong lòng của hắn cũng có một cái kế hoạch hình thức ban đầu. Ngươi, Giang Văn Huyền lửa giận xông thẳng não đỉnh, cảm giác được sỉ nhục lớn lao. Không theo thì chết. Mộc Vĩnh ngữ khí băng lãnh, đi theo ta có thể giúp ngươi đối phó Lữ Thiếu Khanh. Ta cam đoan. Chương 2809, thụ thương. A, tiếng kêu thảm thiết rơi xuống. Đồ Cao Dương khí tức triệt để tiêu tán ở cái này phương đông thiên địa, hài cốt không còn. Lữ Thiếu Khanh nắm vuốt một viên hơi có vẻ cứng ngắc tiên hồn, hoặc là một viên tinh thuần năng lượng cầu. Sừng sững tại hư không bên trong, thật lâu không nói lời nào. Nơi xa, Quản Vọng bọn người thấy hãi hùng khiếp vía. Đặc biệt là Quản Vọng cùng đồ đệ Ân Minh Ngọc, đơn giản tê cả da đầu. Bốn vị tiên quân đầy cõi lòng tin mà đến, lại rơi cái kết quả như vậy. Ba chết vừa trốn chạy, thất bại tan tác mà quay trở về, thảm bại mà chạy. Sư phụ, Ân Minh Ngọc nhìn qua Quản Vọng, nàng cái này xem như biết rõ Quản Vọng vì sao lại coi trọng như thế Lữ Thiếu Khanh. Như thế cường đại người, tự nhiên có bốc đồng tư cách. Ân Minh Ngọc thế giới lần nữa sụp đổ. Ngoại trừ không hợp thói thường khoa trương bên ngoài, nàng tìm không thấy khác từ ngữ để hình dung phát sinh sự tình. Bốn vị tiên quân, bị đánh thành chó đồng dạng. Nếu như là tin đồn, nhất định cho rằng bọn họ biểu hiện không xứng với tiên quân xưng hào. Nhưng chính mắt thấy Ân Minh Ngọc biết rõ, không phải tiên quân quá yếu, mà là Lữ Thiếu Khanh quá mạnh. Mạnh đến không giống người bình thường. Quản Vọng không nói gì, nét mặt của hắn khá phức tạp. Có chấn kinh, cũng có một loại không ngoài sở liệu biểu lộ. Giống như đã sớm tiên đoán được loại này tình huống. Quản Vọng trước đó mấy lần muốn giáo huấn Lữ Thiếu Khanh. Lại một lần đều, không được mong muốn, mỗi lần xuất thủ, Lữ Thiếu Khanh đều nhẹ nhõm hóa giải. Hơn nữa còn cho hắn một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Hắn một mực mơ hồ có loại trực giác, Lữ Thiếu Khanh thực lực so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Nay thiên nhất gặp, xác nhận trực giác của hắn không có sai. Hỗn đản đồng hương thực lực khủng bố như thế, bốn vị tiên quân liên thủ đều không phải là hắn đối thủ. Nhục thân cường hãn, kiếm quyết thần bí mà cường đại. Sư phụ của hắn nhất định là đại lão. Quản Vọng trong lòng lần nữa khẳng định. Hắn đối Tiêu Y nói, nha đầu, về sau có cơ hội giúp ta dẫn kiến sư phụ ngươi. Tiêu Y nháy mắt mấy cái. Trong lúc nhất thời không minh bạch Quản Vọng làm sao đột nhiên nói lời này. Có thể à, Tiêu Y nháy mắt mấy cái, đầu óc chuyển hai vòng về sau, cười tủm tỉm nói, bất quá ngươi muốn cho sư phụ ta đánh ta nhị sư huynh, còn kém một chút. Chẳng qua nếu như ngươi có thể làm cho ta sư nương xuất thủ, cũng là có thể. Tiêu Y cảm thấy Quản Vọng đã bỏ đi chính mình muốn giáo huấn Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ, ngược lại dự định từ sư phụ nàng thân trên dưới tay. Quản Vọng nhãn tỉnh sáng lên, niềm vui ngoài ý muốn. Có thể, điểm ấy nhất định phải nhớ kỹ. Ân Minh Ngọc im lặng, sư phụ, ngươi chú ý điểm sai đi, nàng không thể không mở miệng lần nữa. Sư phụ, làm sao bây giờ? Đồ Cao Dương chết không quan hệ, nhưng là Mục Dương, Ảnh Chính Sơ dù sao cũng là Quản Vọng đồng sự. Ân Minh Ngọc sợ Quản Vọng trở về không tiện bàn giao. Quản Vọng xem thường khoát khoát tay, còn có thể làm sao? Bọn hắn tự tìm đường chết, chẳng trách người khác, dù sao ta đã khuyên bảo qua bọn hắn. Nhìn thấy Quản Vọng không có chút rung động nào. Ân Minh Ngọc trong lòng bội phục, sư phụ anh Minh. Sư phụ người trước kia liền biết rõ bọn hắn sẽ có dạng này hạ chàng sao. Quản Vọng cái eo có chút thẳng tắp, trên mặt cũng như ẩn như hiện lộ ra mấy phần tiếu dung. Lữ Thiếu Khanh đại xuất danh tiếng, hắn cái này tiên quân lộ ra hết sức khó xử. Liền sợ đồ đệ sẽ ghét bỏ. Hiện tại đồ đệ đối với mình sùng bái không thôi, quả thực để trong lòng của hắn dễ chịu. Tiêu Y bĩu môi, khinh bỉ Ân Minh Ngọc, đi theo ta nhị sư huynh lâu như vậy, đã sớm hẳn là nhìn thấy chút này. Quản gia gia không có ngươi như thế mắt mù, hắn thụ đả kích nhiều, tự nhiên biết rõ ta nhị sư huynh lợi hại. Nương,
Quản Vọng hung tợn chừng Tiêu Y một chút. Không biết nói chuyện đừng nói là nói. Ân Minh Ngọc nhìn phía xa Lữ Thiếu Khanh, nhịn không được nói. Sư phụ, hắn đứng đấy bất động, có phải hay không bị thương? Nói thật ra, Ân Minh Ngọc trong lòng bao nhiêu hy vọng Lữ Thiếu Khanh thụ bị thương, không phải nàng hỏng mất thế giới không còn có biện pháp khôi phục. Quản Vọng nhìn xem không nhúc nhích Lữ Thiếu Khanh, cũng có chút lo lắng. Tiểu lão hương sẽ không phải dùng để bí pháp gì, hiện tại di chứng tới a, Quản Vọng cảm thấy khả năng này rất lớn. Dù sao bí pháp tiêu hao lực lượng, móc sạch thân thể, nằm lên 10 năm 8 năm đều nhẹ di chứng. Nghiêm trọng thương tới bản nguyên, cuối cùng hắn một đời đều khôi phục không được. Đứng đấy bất động, cõi Phật mở rộng, nhìn xem liền nguy hiểm. Nghĩ đến chỗ này, Quản Vọng vội vàng nói, đi qua nhìn một chút, đừng để người thừa lúc vắng mà vào. Quản Vọng bọn người chạy tới, phát hiện Lữ Thiếu Khanh vẫn như cũ không nhúc nhích. Nhị sư huynh, ngươi không sao chứ? Tiêu Y giật nảy mình, vội vàng hỏi. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, thở dài, ai? Không hăng hái lắm, không có đại thắng về sau kia cỗ cao hứng sức mạnh. Ân Minh Ngọc trong mắt sáng lên một chút ánh sáng, ngươi thụ thương rồi. Dù sao ngươi cũng thắng, ngươi liền thụ bị thương đi. Không bị thương thế giới này không bình thường. Thụ thương a? Lữ Thiếu Khanh càng thêm xa sút, ngữ khí trầm thấp, làm sao có thể không bị thương? Thật thụ thương rồi, Ân Minh Ngọc cảm thấy mình thế giới ngừng lại sụp đổ, bắt đầu khôi phục. Quản Vọng hồ nghi đánh giá Lữ Thiếu Khanh, ngươi chỗ nào thụ thương rồi? Lữ Thiếu Khanh khí tức không có rõ ràng suy yếu. Trên thân cũng không thấy có bất kỳ vết thương, nói chuyện trung khí mười phần. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ chính mình ngực, nơi này. Quản Vọng trong lòng giật mình, quả nhiên là dùng bí pháp, di chứng đột kích sao, nghĩ đến chỗ này. Quản Vọng nhịn không được nói, đem bọn hắn cưỡng chế di rời là được rồi, không cần vì giết bọn hắn đem chính mình làm bị thương. Lưỡng bại câu thương đấu pháp là nhất không sáng suốt đấu pháp. Thương thế của ngươi, muốn cái mấy trăm năm mới có thể tốt a? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ai, chính là để một cái chạy. Ta mới thụ thương. Cái gì? Quản Vọng ngạc nhiên, Ân Minh Ngọc cũng ngạc nhiên. Quản Vọng trừng to mắt, tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Tiêu Y cười hì hì nói, nhị sư huynh có ý tứ là, Giang Văn Huyền chạy, hắn thụ thương, đau lòng, đúng không, nhị sư huynh? Làm sư muội, nhị sư huynh một ít tâm tư đã nàng đã có thể đoán được. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đúng vậy a, chạy một cái tương đương với chạy một cái tiên hồn, cái này cần bao nhiêu tiên thạch? Ngẫm lại điều đau lòng. Chương 2810, cường đại kinh nghiệm chính là cố gắng tu luyện. Phốc, Quản Vọng cùng Ân Minh Ngọc đôi thầy trò này không hẹn mà cùng che lấy chính mình ngực. Bọn hắn cảm giác được mình mới là thụ thương cái kia. Mấy cái hô hấp về sau, Quản Vọng hít sâu một hơi, đối Lữ Thiếu Khanh gào thét, nước bọt bay tán loạn, hỗn đản, nương. Thiệt thòi ta còn lo lắng, mẹ ngươi nói ngươi chỉ là vì cái này mà thụ thương. Mục Dương bọn hắn một đám phế vật, làm sao không thể đánh chết ngươi cái này hỗn đản ra hỏa. Quản Vọng phát điên. Làm nửa ngày, hắn lo lắng vô ích. Cái gì cầu thí thụ thương? Chỉ là trong lòng đau tiên thạch. Quản Vọng lần nữa ở trong lòng hung hăng ân cần thăm hỏi Mục Dương bọn người, một đám phế vật. Liền cái người đều giết không được, thật là phế. Ân Minh Ngọc đã ngây người im lặng, nàng cảm thấy thật vất vả chữa trị thế giới lần nữa sụp đổ. Bị bốn vị tiên quân vây công, cái gọi là thụ thương chỉ là đau lòng. Cái này thế giới quả nhiên đã không bình thường, ta loại này người bình thường không thích hợp sinh tồn. Sụp đổ đi. Lữ Thiếu Khanh càng thêm bất đắc dĩ, đồng hương, ngươi thành kiến đối với ta quá sâu. Kỳ thật, ta không đơn giản chỉ là đau lòng, còn có khác tổn thất. Tổn thất gì? Quản Vọng mặt mũi tràn đầy không tin, ngươi còn có cái gì tổn thất? Lữ Thiếu Khanh chỉ y phục của mình, ngươi nhìn, quần áo phá. Bọn hắn chết trốn thì trốn, không có người bồi thường quần áo ta. Đồng hương, không bằng ngươi giúp ngươi đồng liêu bồi thường. Không nhiều, cũng liền 1.000 mấy trăm ức tiên thạch là được rồi. Quản Vọng lần nữa che lấy ngực, hít sâu mấy hơi thở, ngươi sao không đi chết đi? Lần nữa tiên thi, Mục Dương bọn hắn thật là phế vật. Ai, Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài, càng thêm thụ thương. Người một nhà đều không giúp đỡ, tâm tính bạc lương nói chính là ngươi đi. Quản Vọng khí a, ta nếu là tâm tính bạc lương, ta tuyệt đối sẽ giúp bọn hắn thu thập ngươi. Giết chết ngươi cái này tiểu hỗn đản. Như ngươi loại này ra hỏa còn sống cũng là cho ta một ngạt. Tiên thạch a, Lữ Thiếu Khanh càng thêm có ưu sầu, đánh tới đánh lui, đánh đầu rơi máu chảy, kết quả là không thấy nửa viên tiên thạch không nói, còn thua lỗ một bộ y phục. Đồng hương, ngươi xác định không cho ta điểm a, trấn an tâm linh của ta bị thương. Quản Vọng càng thêm tức giận, ngậm miệng mở miệng đều là tiên thạch cha ngươi a. Ngươi lăn, ta không nợ ngươi. Tương phản, ngươi thiếu ta mới đúng. Mỗi ngày đều bị ngươi khí gần chết, loại này thua thiệt cảm xúc ngươi không bồi thường ta. Lữ Thiếu Khanh lại nghiêm túc nói, ngươi thiếu. Thân là đồng hương, ngươi đứng ở bên cạnh xem kịch ta cũng không cùng ngươi so đo.
có người chạy trốn, ngươi không đi ngăn cản. Ngươi có ý tốt sao? Giang Văn Huyền chạy trốn trách nhiệm toàn ở trên thân thể ngươi. Ngươi không nợ ta, ai thiếu ta? Một vị tiên quân 1.000 mấy vạn ức tiên thạch rất bình thường a. Quản Vọng lại suýt chút nữa tức giận đến một ngụm tiên huyết phun ra, còn có loại này tà môn ngụy biện. Ta thật hối hận mới vừa rồi không có cùng bọn hắn cùng một chỗ thu thập ngươi. Nhìn một cái, ngươi lại tại nói mê sảng. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, các ngươi 5 người liên thủ, hữu dụng không? Chỉ là tiên quân. Nhẹ bồng bềnh ngữ khí, nghe liền đến khí. Nhưng là Quản Vọng lại không cách nào phản bác. Sự thật bày ở trước mắt, nói cái gì đều là tái nhợt. Ở những người khác trong miệng, chỉ là cuồng vọng lời nói. Tại Lữ Thiếu Khanh trong miệng, chỉ là thì là sự thật trần thuật. Ân Minh Ngọc bên này hoảng hốt hồi lâu, nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi đến lúc đó làm sao tu luyện? Ngươi có phải hay không tiên nhân? Bọn hắn là tiên quân, vì sao lại dễ dàng như vậy bị ngươi giết? Bọn hắn vây công ngươi, ngươi vì cái gì không có thụ một điểm tổn thương? Quản Vọng cũng âm thầm gật đầu. Đúng là như thế. Mặc dù nói tiên giới cùng hạ giới rất lớn không đồng dạng. Nhưng tiên quân dù sao cũng là tiên quân, dù sao cũng là rất nhiều tu sĩ tu luyện điểm cuối cùng, da dày máu nhiều nhẫn nhịn. Tiên quân tiên hồn cường độ so với hạ giới đại thừa, kỳ tu sĩ nhục thân đều cường hãn hơn. Bình thường tiên quân ở giữa chiến đấu đánh cho long trời lở đất, đánh hôn thiên ám địa, đánh cho lưỡng bại câu thương, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy vẫn lạc. Thấy tình thế không ổn, tiên hồn trong nháy mắt ức vạn dặm. Dù là không có nhục thân, tiên hồn cũng có thể một mực sống sót, không giống nguyên thần yếu ớt như vậy. Lữ Thiếu Khanh đối phó mấy vị tiên quân, Tồi Khô Lạc Hủ đánh bại bọn hắn không nói, còn có thể nhẹ nhõm giết bọn hắn. Tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt, tính mạng của bọn hắn yếu ớt như là con gà con, bị nhẹ nhàng bóp liền không có. Thủ đoạn như vậy, cho dù là Quản Vọng cũng thấy trong lòng hàn khí ứa ra. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, đối Ân Minh Ngọc nháy mắt mấy cái, phun ra 2 chữ, ngươi đoán. Hắn họa phong không bình thường, nói thế nào, không bình thường họa phong, thực lực mạnh đến nhìn rất quỷ dị. Lục Tiên Kiếm quyết đối tiên nhân có thiên nhiên tăng phúc khắc chế, còn có hắn đệ nhất quang tự cùng đệ nhất ám liệt, tùy tiện lấy ra đều là thiên khắc tồn tại. Ở trước mặt hắn, tiên quân uy phong, không tồn tại, phốc. Ân Minh Ngọc thiết thiết thực thực cảm nhận được chính mình sư phụ loại kia phẫn nộ. Thật ghê tởm ra hỏa. Sư phụ nói không sai, Mục Dương bọn hắn chính là phế vật. Quản Vọng trừng to mắt, hung dữ nói, ngươi nói điểm có thể chết a? Chia sẻ một cái kinh nghiệm tu luyện có thể chết. Bí mật hắn không bắt buộc, nhưng là nếu như có thể tu luyện biện pháp, hắn không ngại tham khảo, ai cũng muốn tiến bộ. Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai, kinh nghiệm chính là cố gắng tu luyện. Cố gắng tu luyện, Quản Vọng con mắt trừng đến càng lớn. Ngươi có ý tốt nói lời này. Ngươi cái gì thời điểm cố gắng qua? Ngươi tiểu tử nói bế quan, kỳ thực đi ngủ, đừng cho là ta không biết rõ. Ta cái gì thời điểm không có cố gắng qua? Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, lần này có thể nhẹ nhõm thu thập bọn họ, toàn do ta trước đó bế quan. Không bế quan, đánh không lại. Bế quan 1000 năm, thôn phệ 3 viên tinh thần lực lượng, tiên hồn đạt được cường hóa, dạng này cũng còn đánh không lại tiên quân. Hắn hỗn cọng lông, trong mắt của hắn đã không có tiên quân. Thần quân, hắn muốn đối phó địch nhân là thần vương. Quản Vọng chấn kinh, ngươi không biết xấu hổ như vậy. Ngươi ngủ thì ngủ, có ý tốt nói bế quan. Ngươi được ai? Chương 2811, đi thập tam trọng thiên nhìn xem có hay không tiên thạch. Quản Vọng là tuyệt đối không tin tưởng Lữ Thiếu Khanh tại trong đoạn thời gian đó là bế quan tu luyện. Người bình thường bế quan lại nhanh như vậy sao? Khoái thương thủ đều không được. Không thành thật hỗn đản tiểu lão hương. Ngươi tiểu tử là rơi vào trong tinh hà, đạt được chỗ tốt cực lớn a. Quản Vọng cuối cùng như thế suy đoán. Hắn thấy, cũng chỉ có cái suy đoán này là chính xác nhất hợp lý nhất. Không phải Lữ Thiếu Khanh thực lực không có khả năng cường đại đến như thế tình trạng. 4 vị tiên quân đều không phải là đối thủ của hắn. Không có, nói tới cái này, Lữ Thiếu Khanh liền thống khổ, ta cái gì cũng không chiếm được. Đều bị ma quỷ đã ăn xong. Ma quỷ tiểu đệ, hẹp hòi đến so sánh. Tự mình một người ăn cũng không sợ bị cho ăn bể bụng. May mắn ta tìm tới điểm ăn cơm thừa rượu cạn, không phải ta sẽ tức chết. Quản Vọng dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, biên, ngươi tiếp tục biên, ta nghe. Nương, làm ta 3 tuổi tiểu hài từ sao, gạt người cũng phải tìm một chút tốt lý do lừa gạt. Được rồi, không cùng hỗn đản đồng hương chấp nhặt. Sau đó, hắn lui lại mấy bước, gọi ra chính mình phi chu. Lấy ra về sau, hắn cảnh giác nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, ngươi còn dám đánh ta phi thuyền chủ ý, ta và ngươi liều mạng. Lữ Thiếu Khanh một bước leo lên đi, sờ lấy mạn thuyền. Nước miếng trong miệng tràn lan, yên tâm, không có ý định muốn ngươi. Mặc dù rất muốn cướp, nhưng ma quỷ tiểu đệ đoạt Quản Vọng Ti Nam, hắn cũng không tiện trong thời gian ngắn đối đồng hương ra tay. Ai, da mặt vẫn là mỏng a.
Quản Vọng quát, rất tốt, bất quá ngươi có thể đem để tay mở, lau lau nước bọt lại nói câu nói này sao? Nhìn xem ngươi thèm nhỏ dãi dáng vẻ, trong lòng ta liền hoảng. Một bên lo lắng đến, một bên khu động lấy phi chu hướng về một phương hướng bay đi. Lữ Thiếu Khanh đứng tại hắn phi chu bên trên, để hắn có loại lão bà nằm trên giường, sắc lang tại cửa ra vào bồi hồi cảm giác. Chúng ta bây giờ về Quang Minh Thành sao? Tiêu Y đột nhiên hỏi một câu. Nói tới cái này, Quản Vọng liền đau đầu, trong lòng tức giận, đối Lữ Thiếu Khanh quát, hỗn đản gia hỏa, ngươi thành tâm tìm việc cho ta tình. Trở về không biết rõ làm sao hướng thành chủ cùng những người khác bàn giao. Mục Dương, Ảnh Chính Sơ như thế nào đi nữa cũng là Quang Minh Thành phó thành chủ, đại biểu cho một phái thế lực. Thuộc hạ vô số, không có một cái đều đủ để Quang Minh Thành chấn động, cải biến Quang Minh Thành thế lực cách cục. Hiện tại lập tức không có hai cái, Quang Minh Thành còn không phải phát sinh 18 cấp địa chấn. Tất nhiên sẽ có một đoạn thời gian lâm vào cực lớn trong hỗn loạn. Bất quá cũng phải bá xuất quan, có tiên vương cấp bậc bá tọa chấn. Loạn cũng sẽ không loạn đi nơi nào. Nhưng này một số chuyện đủ để cho rất nhiều người đau đầu. Quản Vọng là phó thành chủ, hắn cũng trốn không thoát. Hắn đã tiên đoán được sau khi trở về, sẽ bị bá thu thập một trận. Đau đầu, đau đầu. Hết thảy đều là khốn kiếp đồng hương cho hắn gây ra sự tình. Nghĩ đến chỗ này, Quản Vọng lần nữa chừng Lữ Thiếu Khanh một chút, đều là ngươi làm chuyện tốt. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, nếu là làm chuyện tốt, có ban thưởng sao? Tiên thạch là được rồi. Ngươi cút. Quản Vọng cái mũi đều tức điên, động một chút lại tiên thạch, tham tiền đồng hương. Quản Vọng khẽ nói, trở về về sau, chính ngươi đi hướng thành chủ giải thích. Muốn đi chính ngươi đi, ta mới không muốn về ngươi cái kia phá thành. Lữ Thiếu Khanh xoay người sang chỗ khác, các ngươi Quang Minh Thành nghèo muốn chết, cũng không có mấy người tốt, ta trả lại làm gì? Ta muốn đi cực nam chi địa, đồng hương, chính ngươi trở về đi, thay ta hướng thành chủ vấn an. Quản Vọng giật mình, tiểu tử, ngươi không trở về Quang Minh Thành. Nương, ngươi không trở về, chính ta trở về, sợ không phải muốn bị thành chủ đánh chết. Tiêu Y thì nhãn tỉnh sáng lên, nhị sư huynh, chúng ta đi tìm đại sư huynh sao? Quá tốt rồi. Nhị sư huynh xuất thủ, cái gì cẩu thí thần vương tất cả đều diệt. Tiêu Y đã sớm nghĩ đến đi tìm Kế Ngôn. Kế Ngôn bị thần vương truy sát, cũng không biết rõ thế nào. Lữ Thiếu Khanh đi tìm Kế Ngôn, theo Tiêu Y, hai người liên thủ, thiên hạ vô địch. Kế Ngôn sẽ thoát khỏi trước mắt phiền phức cục diện. Quản Vọng biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc lên, đối Tiêu Y quát, nha đầu, đừng quá mức mù quáng tự tin. Thần vương khác biệt tiên quân, mặc dù không phải chân chính nửa bước tiên đế, nhưng thực lực đã siêu việt tiên quân, không phải nói có thể giết liền giết. Hắn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, ngươi tới nơi này là muốn mời Cầu Tinh tiền bối ra tay giúp ngươi diệt thần vương a? Lữ Thiếu Khanh phủ nhận, dĩ nhiên không phải, ta tới đây chỉ là muốn hỏi một chút thần vương có thể hay không giết. Mắt tiếng nói bình thản, tựa hồ thần vương không đáng giá nhắc tới, hắn muốn giết cứ giết. Ân Minh Ngọc lại nhìn bất quá. Nàng khẽ nói, ngươi không phải nói vì tiên thạch mới đến đây bên trong sao? Ta nói một chút mà thôi, ngươi còn tưởng là thật rồi. Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc nhìn qua Ân Minh Ngọc, ngươi đơn thuần như vậy, trách không được chỉ có thể làm cái ký danh đệ tử. Ân Minh Ngọc sững sờ, đây là khen chính mình vẫn là điếm chính mình. Quản Vọng thì tức giận tới mức giơ chân, hỗn đản, ngươi có ý tứ gì? Nói ta không đơn thuần. Lữ Thiếu Khanh thật sâu xem thường, ngươi chỗ nào đơn thuần? Tự ngươi nói một chút, ngươi chỗ nào đơn thuần? Ngươi liền Sử Nam đều không phải là, ngươi tính là cái gì chứ đơn thuần? Quản Vọng tức chết, ngươi là Sử Nam, ngươi còn không biết xấu hổ khoe khoang. Lữ Thiếu Khanh dương dương đắc ý, Sử Nam có cái gì không tốt? Nam nhi trí tại bốn phương, không thể tham luyến nhi nữ tình trường. Quản Vọng xem thường, trí tại bốn phương, ngươi dạng này tính cách, ta nhìn ngươi là chôn ở bốn phương càng tốt hơn một chút. Tiểu tử, ngươi làm thật muốn đi thập tam trọng thiên. Ngươi muốn đem mộ địa đặt ở thập tam trọng thiên sao? Lữ Thiếu Khanh tiếu dung biến mất, móa, ngươi liền không thể nói điểm tốt. Ngươi bên nào? Quản Vọng thở phì phì nói, ngươi đừng phách lối quá mức. Thập tam trọng thiên cũng không phải ngươi tưởng tượng dễ dàng như vậy, năm đó thành chủ cũng là thụ nghiêm trọng tổn thương mới trốn về đến. Thần vương không phải dễ giết như vậy. Không có việc gì, Lữ Thiếu Khanh khoát khoát tay, đi thập tam trọng thiên không nhất định là hướng về phía thần vương đi. Có ý tứ gì? Ý của ta là, giết thần vương là nhân tiện. Chủ yếu là ta muốn thấy nhìn phía trên có hay không tiên thạch. Chương 2812, muốn ta đi cùng có âm mưu gì? Lữ Thiếu Khanh sách khác đều tốt, duy chỉ có vừa nhắc tới tiên thạch, Quản Vọng liền không nhịn được tức giận. Loại cảm giác này tựa như bình thường chỉ vào cơm, đột nhiên hướng trong thức ăn ném ba ba. Buồn nôn đến để Quản Vọng hận không thể đánh Lữ Thiếu Khanh một trận. Không đề cập tới tiên thạch, ngươi có thể chết. Này cũng sẽ không, Lữ Thiếu Khanh nhếch miệng cười một tiếng, nhưng sẽ rất đã nghiền. Quản Vọng quát, qua cọng lông nghiện. Ngươi làm sao sống nghiện?
Lữ Thiếu Khanh chỉ Quản Vọng dưới chân, nhìn ngươi tức giận đến giơ chân gắng gượng qua nghiện. Quản Vọng tức chết, muốn bổ nhào qua cắn chết Lữ Thiếu Khanh. Muốn đem ta tức chết đúng không? Đem Quản Vọng chọc giận gần chết về sau, Lữ Thiếu Khanh nói, ta lại không có yêu cầu ngươi đi cùng, ngươi gấp cái gì? Đều nói để ngươi về Quang Minh Thành, không có người nói ngươi là sợ hàng. Bị ta đánh chết kia hai cái mới là sợ hàng. Chưa hết, còn cố ý hỏi Ân Minh Ngọc, đúng không, cô nàng, sư phụ ngươi trở về, ngươi cũng không dám nói hắn là sợ hàng a. Quản Vọng không có tức giận, mà là liếc mắt nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt thanh tĩnh, tiểu tử, ngươi đừng có dùng cái gì phép khích tướng, ngươi muốn ta đi cùng. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, không muốn. Nương, Quản Vọng lập tức lại tới khí, nói thật điều không nói, ngươi còn nhớ ta đi cùng. Ngươi ít hao tâm tổn trí cơ, Quản Vọng thở phì phì nói, đánh chết ta cũng không đi theo ngươi. Ngươi muốn đưa chết, chính ngươi đi. Lữ Thiếu Khanh cười đến càng thêm vui vẻ, thật sao? Sau đó không còn nói cái gì, biểu hiện ra một bộ chẳng hề để ý, ngươi thích đi hay không tùy theo ngươi dáng vẻ. Dáng vẻ như vậy Lữ Thiếu Khanh ngược lại để Quản Vọng có loại cảm giác không chân thật. Trong lòng nhịn không được hồ nghi, cái này tiểu tử đang đánh tính toán gì? Quản Vọng một bên thao túng phi chu tiến lên, một bên thử thăm dò hỏi, tiểu tử, ngươi muốn cho ta đi cùng, ngươi có tính toán gì? Lữ Thiếu Khanh bên này đã nằm trên boong thuyền, giống đầu cá ướp muối, không có ý định a, lại nói ngươi lại không đi cùng. Quản Vọng nghĩ nghĩ, lần nữa hỏi, nếu như nói ta đi cùng đâu? Lữ Thiếu Khanh uể oải trả lời, loại chuyện này có cái gì nếu như? Ngươi cũng nói đánh chết cũng không đi với ta. Đều nói nếu như. Quản Vọng tức giận nói, trong mắt của hắn để lộ ra hiếu kỳ. Hắn biết mình cái này tiểu lão hương rất giảo hoạt. Chính như Tiêu Y nói tới, không bao giờ làm không có ý nghĩa sự tình. Lữ Thiếu Khanh vừa rồi nghĩ đến dùng phép khích tướng để hắn đi cùng. Nghĩ như vậy đến khẳng định là có tính toán của hắn. Mặc dù nói xong kỳ hại chết mèo, nhưng hắn vẫn là không nhịn được hiếu kỳ. Hiếu kỳ Lữ Thiếu Khanh dự định là cái gì? Ân Minh Ngọc nhịn không được nhắc nhở, sư phụ, đến thời điểm hắn lấy ngươi làm tấm mộc. Quản Vọng đột nhiên giật mình, đích thật là có khả năng này. Bất quá hắn lời này vừa nói ra, Lữ Thiếu Khanh liền phủ nhận, ngây thơ. Tuy nói sư phụ ngươi là cái bàn tử, nhưng hắn mấy lượng thịt mỡ tại thần vương, trước mặt so một cái con kiến nặng không bao nhiêu. Thần vương thổi khẩu khí liền có thể thổi chết hắn, làm cái rắm tấm mộc. Quản Vọng giận a, thân người công kích sao? Đánh rắm, ta đây không phải là béo, là tráng. Đúng, đúng, tráng hán, ngươi tranh thủ thời gian về ngươi Quang Minh Thành làm ngươi phó thành chủ đi, chớ cùng lấy ta. Lữ Thiếu Khanh kiểu nói này, Quản Vọng lại có mấy phần chần chờ. Hỗn đản đồng hương muốn làm gì? Tiêu Y bên này cười hắc hắc nói, Quản gia gia, ngươi đã liền muốn biết rõ, ngươi đi cùng không được sao? Ngươi thông minh như vậy, ngươi còn sợ bị ta nhị sư huynh hố sao? Ta cũng dám đi theo ta nhị sư huynh đi, ngươi có cái gì không dám? Nói lời này thời điểm, Tiêu Y len lén đánh giá Lữ Thiếu Khanh, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh không có phản ứng, Tiêu Y trong lòng mừng thầm. Tiêu Y lời này để Quản Vọng đầu có chút ngóc lên, đúng thế, hắn muốn hô ta. Không có dễ dàng như vậy. Đồng thời trong lòng đã làm quyết định. Chỉ cần hắn duy trì đầy đủ cảnh giác, Lữ Sư Huynh muốn hố hắn cũng hố không được. Tốt xấu là đã sống hơn 3.000 vạn năm người, nếu là liền điểm ấy đều phòng bị không ở, vậy hắn cũng liền đừng lăn lộn. Hừ, đã như vậy. Ta cũng phải đi cùng nhìn xem ngươi cái này ra hỏa trong hồ lô bán là thuốc gì. Tiêu Y bên này cười rất vui vẻ, lanh lợi chạy đi tìm Lữ Thiếu Khanh tranh công. Nhị sư huynh ngươi nhìn, ta mới mở miệng, Quản gia gia đáp ứng. Lữ Thiếu Khanh từ chối cho ý kiến, hắn có đi hay không đều là đồng dạng. Tiêu Y cười đến càng vui vẻ, nhị sư huynh đã nghĩ đến Quản gia gia cùng đi, khẳng định có ngươi đạo lý. Nói, sau đó hạ giọng, đến thời điểm ngươi có gì cần, ta có thể giúp ngươi đi thuyết phục Quản gia gia. Quản gia gia vẫn là rất nghe lời của ta. Tiêu Y tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt hận không thể đem lòng của mình móc ra, để Lữ Thiếu Khanh biết rõ nàng Tiêu Y là rất hữu dụng. Mục đích làm như vậy là không hy vọng Lữ Thiếu Khanh coi nàng là vướng víu vứt xuống. Thập tam trọng thiên, nàng cũng muốn đi cùng nhìn xem đây. Bỏ lỡ cái này cơ hội, nàng sẽ hối hận chết. Đại sư huynh đã bỏ xuống nàng, nàng cũng không muốn chính mình lại bị Lữ Thiếu Khanh bỏ xuống. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem cười tủm tỉm ý cười. Bỗng nhiên cười một tiếng, thôi, tùy ngươi. Quá tốt rồi. Tiêu Y nhãn tỉnh sáng lên, hoan hô lên, mọi người cùng nhau đi thôi. Thập tam trọng thiên mà thôi, không có cái gì có thể sợ. Quản Vọng tức chết, mà thôi. Ai bảo ngươi nói như vậy? Nếu như thập tam trọng thiên không nguy hiểm, thần vương không cường đại, bọn hắn có thể trấn áp tiên giới ức vạn năm sao? Thu hồi ngươi tự đại cuồng vọng tâm tư. Sau đó, Quản Vọng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, ngươi làm thật muốn mang nha đầu này đi. Không đợi Lữ Thiếu Khanh nói chuyện, Tiêu Y lập tức đụng tới, Quản gia gia, ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì?
nhị sư huynh khẳng định mang ta đi, đương nhiên là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, tuyệt đối không có vấn đề. Nhị sư huynh không có nắm chắc tuyệt đối sẽ không mang ta đi mạo hiểm. Ngươi đừng nói, ngươi đừng nói, ngươi tuyệt đối đừng nói. Tiêu Y điên cuồng cho Quản Vọng nháy mắt ra dấu, ngươi đừng nói lung tung, đừng đề cập cái đề tài này. Vạn nhất ta nhị sư huynh không mang theo ta đi, ta khóc cho ngươi xem. Tiêu Y kịp thời nói sang chuyện khác, Quản gia gia, từ nơi này đi cực nam chi địa phải bao lâu? Chương 2813, thập tam trọng thiên, đệ nhất thần điện. Cực nam chi địa, bông tuyết bồng bềnh, gió lạnh gào thét, một mảnh trắng xóa. Tại màu trắng dưới bông tuyết mặt thì là đen như mực thổ địa. Gió lạnh lạnh thấu xương, không có nửa điểm sinh mệnh khí tức. Đây chính là thập tam trọng thiên. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, nhìn xem bầu trời, mang trên mặt có chút kinh ngạc. Đỉnh đầu treo từng cái tinh cầu, không nhiều không ít, vừa vặn 13 cái. 13 cái tinh cầu hợp thành một cái cùng loại hình nón hình dạng, phía dưới 10 cái tinh cầu hình thành một cái hình khuyên, đỉnh tiêm 3 cái tinh cầu. 10 cái tinh cầu như là vệ binh đồng dạng bảo vệ ở giữa nhất 3 cái tinh cầu. Bọn chúng mặt ngoài hắc vụ quanh quẩn, nhìn không rõ ràng phía trên. Mắt thường có thể nhìn thấy, tiên thức lại dò xét không đến. Nhìn như gần trong gang tấc, kỳ thực bên trên có vô hạn cự ly, không có cách nào leo lên mà lên. Màu đen tinh cầu, giống như treo ở trên trời ác ma con mắt, nhìn xuống đại địa, nhìn xuống bọn chúng con mồi, cho người ta một loại cảm giác bị áp bách vô tận. Như thế hùng vĩ cảnh tượng, cho dù là Lữ Thiếu Khanh lần thứ nhất nhìn thấy về sau cũng cảm giác được chấn kinh. Coi là thập tam trọng thiên là từng tầng, không nghĩ tới là từng bước. 10 đại thần vương ở tại phía trên, bảo vệ lấy ở giữa nhất 3 cái tinh cầu. Tiêu Y cũng là lần thứ nhất nhìn thấy thập tam trọng thiên. Nàng trương miệng rộng, cái này. Vì cái gì chỉ có thể ở nơi này nhìn thấy? Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Quản Vọng. Đúng vậy à, vì cái gì chỉ có thể ở nơi này nhìn thấy? Treo ở trên trời tinh thần, tiên giới như thế lớn, cái khác địa phương không nhìn thấy. Quản Vọng nhàn nhạt mở miệng, nơi này là cực nam chi địa. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, đừng nói cho ta ngươi phải dùng ngươi trước kia hiểu biết địa lý để giải thích. Nơi này không phải Lam Tinh. Tại dạng này thế giới bên trong, kiếp trước hiểu biết địa lý là giải thích không thông. Dĩ nhiên không phải, Quản Vọng lắc đầu, chính như trước ngươi nói qua, nơi này có thể đi thập tam trọng thiên. Cho nên, thập tam trọng thiên cũng chỉ có thể ở chỗ này nhìn thấy. Về phần phía trên tình huống, ta cũng không biết rõ, ta không có đi lên qua. Không có đi lên qua, không có thực địa khảo sát, tự nhiên không có càng nhiều giải thích. Tiêu Y cười hắc hắc, dùng tay thọc Quản Vọng, vừa vặn, lần này mọi người cùng nhau xông lên đi. Quản gia ra ngươi có thể thu hoạch được trực tiếp tư liệu. Đúng không, nhị sư huynh? Lữ Thiếu Khanh không có trả lời, hỏi Quản Vọng, làm sao đi lên? Quản Vọng chỉ vào nơi xa, bên trong từ thần điện đi lên. Bất quá ta khuyên ngươi vẫn là phải nghĩ lại. Lời còn chưa nói hết, Lữ Thiếu Khanh đã thúc giục hắn, tranh thủ thời gian, lái thuyền. Nương! Quản Vọng tức chết, lời ta nói ngươi là một chữ đều nghe không vào sao. Trên đường nói cũng được, không được, ngươi đem phi thuyền cho ta, chính ta đi. Phi chu đằng không mà lên, lần nữa hướng phía phương xa mà đi. Trên đường, Quản Vọng tiếp tục cho bọn hắn phổ cập khoa học, ngôi thần điện này không thể khinh thường, đọa thần nanh vuốt nhóm xưng là đệ nhất thần điện. Có người đi tìm hiểu qua, thần quân số lượng ít nhất cũng có vài chục người, là trong tiên giới chỗ có thần điện bên trong số một. Về phần phía dưới thần quan, quái vật càng là nhiều vô số kể. Liền xem như tiên vương tới cũng chiếm không được tiện nghi. Tiêu Y tiếp tục cười hắc hắc nói, không sợ, không sợ, có nhị sư huynh tại. Chỉ là thần quân không đáng kể. Tiêu Y Tiếu Dung thấy thế nào đều có chút giả. Nàng rất sợ Lữ Thiếu Khanh không mang theo nàng đi. Quản Vọng chừng nàng một chút, chớ khinh thường, đây không phải là nói đùa. Bất quá nghĩ lại, được rồi, đến chỗ ấy các ngươi liền biết rõ. Đệ nhất thần điện cũng không phải nói một chút mà thôi. Thời gian thoáng một cái đã qua, mục đích rất nhanh liền đến. Nhưng mà phi chu nhưng lại xa xa ngừng lại, Quản Vọng cẩn thận nghiêm túc khống chế phi chu giấu ở không gian bên trong. Quản Vọng chỉ vào nơi xa, đệ nhất thần điện liền ở nơi đó. Nơi xa, hắc vụ lăn lộn, như là trên trời mây đen rơi xuống trên mặt đất, bao phủ toàn bộ thế giới. Tiên thức khuếch tán, không có cách nào nhìn thấy bên trong tình huống. Quản Vọng chỉ vào phía ngoài nói, nhìn đi, chung quanh luân hồi sương mù đã rất nồng đậm, người bình thường đợi ở chỗ này đều lộ ra phí sức, chớ đừng nói chi là đối phó đọa thần. Luân hồi sương mù ăn mòn tính cực kỳ cường đại, bình thường tiên nhân tại luân hồi. Sương mù bên trong có thể ngăn cản được ăn mòn đã rất phí sức. Về phần chiến đấu nghĩ cũng đừng nghĩ. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem bên ngoài, lần nữa chảy nước miếng, sờ lấy mạn thuyền này thật tốt. Quản Vọng phi chu dơ cao lôi lưu vân có thể tiến vào một cái không gian khác, ẩn thân ở hư không bên trong. Luân hồi sương mù không ảnh hưởng tới. Dạng này phi chu tại trong tiên giới tuyệt đối là bảo bối.
Quản Vọng cắn răng, từng chữ nói ra nói, đem ngươi tay lấy ra, đem ngươi nước bọt trà sát, đừng đánh ta phi thuyền chủ ý. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, sờ sờ cũng không cho. Hẹp hòi. Chính là không cho. Quản Vọng cảnh giác nói, dù sao ngươi đừng đụng thuyền của ta. Nếu là có thể, ta đều nghĩ đuổi ngươi xuống dưới. Xuống dưới liền xuống đi, ai mà thèm. Lữ Thiếu Khanh lưu lại câu nói này về sau, trực tiếp từ phi chu trên dưới đi, tựa hồ đang đùa tính tình, hướng phía nơi xa mà đi, trong nháy mắt liền biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Nhị sư huynh. Quản Vọng nháy mắt mấy cái, nhìn qua Tiêu Y, hắn tức giận. Đến cùng ai hẹp hòi. Tiêu Y có cỗ dự cảm không tốt, cảm giác được loại chuyện này có loại giống như đã từng quen biết, vội vàng thúc giục, quản gia gia, đuổi theo. Đuổi theo. Ngươi đang nói cái gì ngốc nói. Lại phía trước chính là đệ nhất thần điện, phía trước tối như mực một mảnh, một khi bị phát hiện, chúng ta coi như phiền toái. Tiêu Y lại xem thường, đứng tại mép thuyền lộ ra lo lắng, có ta nhị sư huynh tại, ngươi sợ cái gì? Nếu có nguy hiểm, ta nhị sư huynh chắc chắn sẽ không chạy nhanh như vậy. Ngươi đi cùng là được rồi. Ân Minh Ngọc nhịn không được phản bác, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, cái gì đều là ngươi nhị sư huynh, ngươi tại sao không nói ngươi nhị sư huynh thiên hạ vô địch? Ta nhị sư huynh đương nhiên là thiên hạ vô địch.